Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ đi nốt hai bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài xoắn 7 là tứ giác nội tiếp. Ta sẽ đi vào bài tập 42. Cho ba đường tròn. Các em vẽ cho cô một cái điểm P này, sau đấy các em xoắn ba đường tròn cùng đi qua điểm P. Gọi các giao điểm khác P là của ba đường tròn, tức là ba đường tròn này ngoài P ra nó cắt nhau tại ba điểm, cô đặt là A, B, C. Từ một điểm D khác điểm P trên đường tròn chứa ba điểm P, B, C, tức là trên đường tròn này, các em lấy cho cô một cái điểm D. Các em kẻ BD và DB này và DC, nó cắt hai đường tròn còn lại lần lượt tại điểm M và điểm N như hình vẽ. Chứng minh ba điểm A, M, N thẳng hàng. Đây các em cần chứng minh ba điểm thẳng hàng. Vậy muốn chứng minh ba điểm thẳng hàng thì các em sẽ chứng minh đưa về tổng hai góc. Mà hai góc này, các em chứng minh tổng hai góc bằng 180 độ, tức là hai góc này hai góc cây bù thì ba điểm này nó sẽ thẳng hàng. Đúng chưa? Vậy trước tiên các em xét cho cô cái tứ giác là gì? Tứ giác là APBM nội tiếp. Cái tứ giác này nội tiếp, vậy thì suy ra góc A1 này này. Góc A1 cộng với góc B1. Góc A1 cộng với góc B1 bằng 180 độ. Đây là hai góc đối, đúng không ạ? Cô đặt đây là góc B2 nhá. Đây là góc A2 này. Đây là góc C1 này. Đây là góc C2. Xét tứ giác AMBP. Ta có là AMBP là tứ giác nội tiếp. Cái này là dựa vào hình vẽ thôi. Là tứ giác nội tiếp thì suy ra góc A1 cộng với góc B1. A1 cộng B1 bằng 180 độ. Hai góc đối. Hai góc đối. Mặt khác ta lại có góc B1 cộng với góc B2. Hai góc này cộng với nhau bằng 180 độ do kề bù. Mà B1 cộng với B2 bằng 180 độ. Hai góc này thì là kề bù. Chưa? Vậy từ đây ta có là A1 cộng B1 bằng 180 độ, mà B2 cộng với B1 cũng bằng 180 độ, chứng tỏ góc A1 sẽ bằng góc B2. A1 bằng B2 vì cùng kề bù với góc B1, cùng bù với góc B1. Được chưa nào? Tương tự thì ta lại có cái tứ giác là APCN, cũng là tứ giác nội tiếp. APCN cái tứ giác này là tứ giác nội tiếp thì các em sẽ suy ra được góc A2 này cộng với góc C1. Bằng 180 độ, hai góc này là hai góc đối. Mà góc C1 cộng với góc C2 thì cũng bằng 180 độ, hai góc này kề bù. Như vậy C1 này cộng A1 bằng 180, C1 cộng C2 cũng bằng 180. Từ đây các em sẽ suy ra được A2 sẽ bằng A2 sẽ bằng C2. Đúng không ạ? Cái này là cùng bù này. Trên này là cùng bù với góc B1 này. Dưới này là cùng bù với góc C1 này. Mặt khác, ta lại có là góc gì? B2 cộng với góc C2. Hai góc này lại cộng với nhau bằng 180 độ bởi vì là hai góc đối. Tứ giác này nội tiếp. Đúng không ạ? Mặt khác là B2 cộng với góc C2 lại bằng 180 độ. Hai góc đối. Cô đặt cái này là 1.
Cái này cô đặt là 2. Cái này cô đặt là 3. Thế ở đây ta có là B2 này cộng với góc C2. Hai góc này cộng với nhau bằng 180 độ thì hai góc A1 và góc C1 thì chúng ta sẽ suy ra được là đây, xin lỗi em nhé, ta có B2 cộng với C2 đâu nhỉ? Đây. Đây nhá, B2 này cộng với C2 này. Hai góc này cộng với nhau đây bằng 180 độ. Bởi vì hai góc B2 và C2, các em nhìn vào hình này, B2 và C2 đây là hai góc đối của cái tứ giác nội tiếp. Đúng không ạ? Vậy quay lại bài này, B2 cộng với C2 bằng 180 thì A1 cộng với A2 cũng bằng 180, bởi vì A1 bằng B2 mà, A2 thì bằng C2. Tổng hai góc này bằng 180 thì hai góc này cũng bằng 180. Từ 1, 2 và 3. Từ 1, 2 và 3. Thì các em sẽ suy ra được là A1 cộng với A2 cũng bằng 180. Mà góc A1, nhìn vào hình ta có A1 cộng với A2 bằng 180, vậy chứng tỏ 3 điểm M này, A này, N thẳng hàng. Vậy 3 điểm M, A, N thẳng hàng. M, A, N thẳng hàng. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 42. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 43. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Cô có bài tập 43 như sau. Cho hai cái đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại một điểm E. Vẽ hình đây, AC và BD cắt nhau tại một điểm E. Ta có AE nhân với lại là EC thì bằng BE nhân với ED. Chứng minh rằng 4 điểm cùng nằm trên một đường tròn, tức là A, B, C, D cùng nằm trên đường tròn. Khi mà các em chứng minh được là hai góc cùng nhìn một cung mà bằng nhau thì cái tứ giác của ta sẽ là tứ giác nội tiếp. Nhá. Ngoài các cái cách chứng minh là tổng hai góc đối ra, nếu các em chứng minh được hai góc cùng nhìn một cái cung mà bằng nhau thì cái tứ giác cũng sẽ chứng minh được là tứ giác nội tiếp. Thế ở đây chúng ta sẽ chứng minh bài này như sau. Từ cái theo bài ra này. Theo bài ra thì ta có cái tỉ biểu thức đó là AE này nhân với lại EC này bằng BE nhân với ED. Cái này thì nó tương đương với AE thì nhân với EC, như vậy AE nhân với EC thì phải nhân chéo đây này. AE đây thì AC, EC phải nằm dưới này. Đúng không ạ? Bằng BE. Như vậy EB này. EB nhân với ED, như vậy thì EB ở đây thì ED về dưới. Vậy nhìn lại này, ta có là AE này. AE chia cho EB thì bằng EB chia cho EC. Mặt khác, bây giờ chúng ta sẽ đi xét hai cái em sẽ xét hai tam giác cho cô, đó là tam giác AEB và tam giác DEC. AEB và DEC. Xét cái tam giác AEB và tam giác là DEC. Hai cái tam giác này có này. AE chúng ta đã có trên này đúng không ạ? AE này chia cho gì? DE, ED thì cũng chính là DE. Đấy, thì bằng EB chia cho EC. Cái này là chứng minh trên. Đây, ta đã chứng minh được ở đây. Mặt khác, ta lại có hai góc này là hai góc đối đỉnh. AEB góc AEB thì bằng góc DEC đối đỉnh. Từ đây các em sẽ suy ra được tam giác AEB
sẽ đồng dạng với tam giác BEC. Hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai cạnh hai bên tương ứng tỷ lệ góc ở giữa bằng nhau. Đúng không ạ? Vậy hai tam giác đồng dạng thì em sẽ suy ra được các cặp góc tương ứng bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được góc A này sẽ bằng góc D. Đúng không ạ? Như vậy ta sẽ suy ra được góc A bằng góc D. Hai góc tương ứng. Mà góc A bằng góc D, góc A này bằng góc D. Góc A bằng góc D tương ứng thì cái này nó tương đương với góc BAC sẽ bằng với góc là gì? À CDB. Tương ứng với BAC sẽ bằng với góc BDC. Mà hai góc này cùng nhìn cung BC. Khi mà các em chứng minh được hai góc cùng nhìn một cung mà bằng nhau, tứ giác có hai góc cùng nhìn một cung bằng nhau, thì cái tứ giác đó sẽ nội tiếp. Từ đây các em sẽ suy ra được là bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Chứng minh được đây này, này hai góc này này cùng nhìn cung BC mà lại bằng nhau, như vậy tứ giác này sẽ là tứ giác nội tiếp. Vậy A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Từ nay về sau khi mà các em chứng minh, nếu mà các em chỉ ra được trong một cái tứ giác mà chúng ta thấy là gì? Hai góc kề nhau. Hai góc kề nhau mà nhìn cái cạnh đối diện dưới hai góc bằng nhau thì cái tứ giác chúng ta cần chứng minh sẽ là tứ giác nội tiếp. Cái này các em được phép áp dụng luôn, không cần phải chứng minh nữa nhá. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của xoắn 7 là tứ giác nội tiếp. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.